Hân xin chào cô chú anh chị và các bạn xem kênh của Lô Nhãn nha. Thì bữa nay thì gia đình Hân cũng có khách, thì sẵn đây thì Hân cũng quay một clip để chia sẻ với cô chú anh chị luôn. Thì bữa nay là ở bên nội của Hân thì xuống thăm gia đình cũng như là thăm mẹ, tại vì hôm rồi là mẹ bệnh, mẹ không có về trên nội được. Giơ tay chào ông bà cô chú đi. Chào bà cô chú. Thì dâu tây cũng mới sinh được con ha. Con nói tên gì dâu tây? Sumi. Sumi hả? À, vậy là nhà mình được ba thành viên rồi nè. Con Sumi, con Su Cà Na với con Su Si Mụi hả dâu tây? Thì bây giờ Thành cũng sẽ vào trong. Thì gia đình mình cũng đang chuẩn bị đồ ăn đó cô chú chị. Thì trên nội thành xíu nữa chắc là xuống cũng gần tới rồi. Gia đình mình chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Thì hôm nay bên nội Châu xuống. Rồi giống như là bình thường á, thì năm nào á nhà Châu cũng đi về nội hết á, nhưng mà năm nay mẹ Châu bệnh. Rồi cái mẹ Châu không đi cho nên là Châu ở nhà chung với mẹ luôn, rồi chỉ có Úc Thành với cha đi thôi. Rồi thấy vậy rồi bên nội Châu xuống thăm. Thì hôm nay cũng làm ít đồ ăn để đãi mọi người với xóm nhà ăn chung luôn. Thì bữa nay mẹ cho có chuẩn bị được con cá, cái này là cá bông lau. Thì bữa nay mình sẽ nấu canh chua hay nấu lẩu nè. Mẹ nấu canh chua cơ. Dạ. Nấu canh chua thường lắm. Dạ. Nay niêm nước lẩu rồi ăn nhé. Cái dạ. Canh chua này là canh chua thiệt chứ không phải canh chua giả như hồi xưa ha. Hồi xưa ăn canh chua giả là chỉ có niêm nước rồi để gì rau muống hay là rau lan vô ăn thôi. Bây dạ. Giờ bữa nay là mình ăn canh chua thiệt. Có con cá là canh chua thiệt. Nhân giấu con cá là thành chua giả đó. Chứ nhớ hồi đó nhà mình khổ lắm. Cái mẹ ưa nấu canh chua á, canh chua thì canh chua giả, xong rồi ăn với tép gan hay là tép kho tiêu vậy đó là cũng được một bữa ăn này. Ăn vậy mà ăn no cứng bụng luôn mà. Ăn cơm tơ không hả bà? Ăn cơm thiệt thiệt vậy đó. Bây giờ là cơm ăn không giật. Thì để ăn kèm với cá canh chua này thì mẹ cũng có mua được rau nhúc với ít rau, ít sữa đũa, ít bông sữa đũa. Bông sữa đũa Tết mình ăn bông sữa đũa nhiều, chắc mình đi dê quá. Thôi vậy là không cho bà Lộc ăn được. Không lên bậy nữa, xỉu. Không ăn hay dữ phần. Vậy là con lặt rau đi mẹ làm khóm. Rồi nè, cái đám rau em gầu muống của mình quá trời mẹ. Cha này để cái gầu muống mình mới ngon nữa nè. Ăn còn ngon nữa. Dạ. Dạ. Em gầu muống rồi đám gầu lan của mình cũng tốt dữ lắm luôn. À. Gầu muống thấy nó ăn phù hợp không? Dạ. Con biết không, nấu canh chua mình kêu gọi là canh chua là tại vì mình không có bỏ cái keo lẩu vô á con. Dạ. Dạ. Mấy ngày này mà mẹ thấy bỏ keo lẩu vô ăn ngán, thành ra mẹ nấu canh chua thường thôi. Rồi nấu canh chua. À, là mình kêu canh chua. Vì phải gì bẻ gầu muống hay gì không hả? À, vậy anh em mình đi bẻ rau muống để rau này dạ. Chứ lặt nó lát hết chứ hai giận à. Thì có lặt ở đây lặt đi nghe đi bẻ cho. Ok. Rồi vô. Làm gì cha, gừng chi cha rau muống gừng chiên chiên cá, cá thu cá chứ. Dạ. Chiên đồ chai, chiên đồ chai cá chai hết sảy. Cái cây mai hu, cái cây mai của mình bữa nay ra đọt thôi. Lộc lá vậy ta. Ừ quá trời. Dạ. Chắc tầm ngày mai nữa sẽ thúc vô được nữa. Cái thúc với túi đó kìa thằng. Cái lá này của chú anh chị. Quá trời lá nó bự. Ồ cái lá nó sao bự vậy? Bên này cũng nhóc nó đổ thịt. Dạ. Bút nữa rồi. À. Cái này chắc thịt được không ăn sâu ăn nữa. Nhóc cho luôn. Cái đám gầu muống của mình quá trời luôn hả bà Lộc? Hết trời nhóc luôn đó thằng. Cái đồng này mới ngon nè. Ồ ngon. Ồ nó mập. Gầu muống này là gầu muống tàu. Cái đám gầu muống này mình hai bẻ hoài luôn nè cô chú anh chị. Bẻ lên lại nó nữa nè. Dạ. Bẻ cái này nè hả mẹ, để không mình có không ăn ha. Ừ. Nên ăn bẻ là cái này nó tốt rồi thấy. Dạ mập mập rồi và bán. Ngon quá trời. Chưa chân được miếng mạng lắm luôn nè. Ừ. Ở bên đây cũng khó. Bên này là thả nước vô bởi vậy mình ngồi ở trên bẻ cũng được. Ủa nó non ba Lộc ơi. Nó giòn ghiêu ghiêu gập gập lên. Đây. Món này thì mình nấu canh chua ăn cũng ngon. Mà làm gỏi ăn cũng ngon. Bắp giấm cũng ngon nữa hả? Ờ, bắp giấm. Bắp giấm chấm
chấm nước thịt kho hay gì? Chấm nước thịt kho nhiều cái hết sảy luôn. Thì có rượu bia gì nữa không? Không, con cơm sọc đi ngủ. Giờ bé ăn xíu vô là có ăn rồi đó Hoa Lộc. Cần đủ rồi, muốn đủ ăn rồi đó Hoa. Ngồi tới giờ một chút xíu. Dạ, lúc sáng thì mấy chị em cũng có đi bẻ ổi nha cô chú anh chị. Ổi mình chưa lấy vô nữa chỗ phải. Giờ ổi mình để đây. Xíu hai anh em kinh vô luôn Hoa Lộc ơi. Ngồi đúng rồi, ngồi mình kinh vô luôn đó. Dạ. Như còn có vỏ này phải không? Còn vỏ này nữa. Ở trong nhà là một ít nữa cô chú anh chị. Ở đây thì ổi nữ hoàng. Ôi vỏ ổi này thế vậy chứ nặng lắm á Hoa Lộc ơi. Nặng không? Nặng. Cái gỗ rau mình quá trời ngon luôn nè mẹ. Ra bẻ ăn xíu luôn. Mà nhiêu nè. Ngon ha, mình có đám rau uống xanh dạ. Nó ngon. Đám rau này là mẹ để ý mấy bữa nay. À, chết chi con. Rồi bị chế hai ruộng hết lần hả? Bây giờ người ta dưỡng rồi. Chế hai kỹ lắm. Ra cái gặp cái nào không phải là ruộng. Ruộng. Cho vườn giống đừng có cỏ. Chế hai sợ là nó nhảy đậy mương đó con. Chế hai. Dạ. Anh bẻ đợt này nữa nó ra tốt dữ lắm chứ. Cái con cá bông lau này là nó là ngon. Ngon nhất trong các loại cá mà da trơn hay mà. Ừ. Như là cá. Tại vì cái họ của nó thì có cá cha bần, rồi cá dầu đếm, rồi cá cha bè. Rồi cá cha bè nữa. Hú, cá cha hú. Cha hú, rồi cha bần nhiều lắm. Nhưng mà cái loại cá... Cá bông lau này là nó ngon nhất luôn. Nó ngon nhất là nó, con biết nó ngon nhất không? Tại vì nó ở ngoài sông á con. Dạ. Nó thiên nhiên nó ở ngoài sông, nó tự ở ngoài sông nó ăn bần ăn đồ nó lớn nó lên. Ăn bần. Nhầm con cá này nè, mần ra cái bụng bần không rồi con. Dạ. Cho bỏ canh chua là mình có bỏ sả nữa hả mẹ? Bỏ sả cho nó thơm. Sả với tỏi rồi mình làm như cái kiểu nước lẩu gì đó con, nhưng mà em có chế nước lẩu. Ủa, chế cho nước lẩu luôn hả? Không. Thơm, canh chua mà có sả thơm đó. Dạ. Cái món cho khóm vô. Cá bông lau này mà nấu canh chua bần á là cũng đặc sản ở Cù Lao Dung luôn á cô chú anh chị. Nhưng mà bần tháng này không có nhiều. Thì dạ. Nếu mà mình muốn có là chỉ là mấy cái tháng mà ngay lúc mà bần nó dốt á mình lượm rồi mình mới làm mình để vô keo hả mẹ? Mình để vô keo con. Dạ, làm cái nước cốt mình để vô keo là tháng này mới có ăn. Để như tủ lạnh. Trái cây này nở là đang thêm chập tết nữa đó. Được có ngắn mẹ nở tới nó đẹp quá đẹp luôn. Mình nở tới mùng 5 tháng 5 luôn. Thôi mà cái cây này bông cũng đẹp lắm nha bà. Đẹp á, cây nó bông nhiều lắm á. À, cái bông nó hơi nhỏ. Cây này nở cái là xum xê cây mai mình luôn. Cù Đô Nhãn cũng có được 2 cây mai. Ơn sau này 2 cây, ơn trước đó 1 cây nữa. Cá mình cũng hơi nhiều nên là mình làm thêm một món kho ăn cho nó bắt em à. Đây, giờ mẹ ướp cá kho. Cá bông lau. Cho một xíu bột ngọt vô. Chị hai sắp rau. Ồ, cái này sắp lên tay dữ vậy chị hai. Quá khen rồi. Vậy. Để sau này... Ê, bây giờ mình cũng có nhà hàng Cù Lao Nhãn rồi nè anh ba. Đúng rồi, mình nhà hàng lớn hơn. Dạ. Dạ. Nhà hàng mình lúc này chỉ có 4-5 thành viên, 5-6 thành viên à. Chỉ nữa tới 7-8 người lận, 7-8 thành viên lận là lớn hơn rồi. Tương lai sẽ mở rộng. Chế cho chế hai làm sắp rau trưởng. Mẹ làm ít trưởng. Còn mày là... Ba Lộc là chạy bàn trưởng. Hy vọng là vậy rồi á chứ. Bây
tại cái xẻ mình hơi nhỏ. Cái dĩa rau, dạ có rau muống, nói chung rau muống với bông sữa đỏ với rau nhúc là ba cái món này mà ăn canh chua là không có còn gì để nói nữa hả mẹ? Ngon lắm con. Bỏ luôn chứ ăn gì nữa. Bỏ mà bỏ vô bụng nha. Bỏ vô bụng nè. Cô chú anh chị ơi, thì lúc nãy thì mấy chị em với mẹ tranh thủ làm đồ ăn xong thì ba chị em cũng đi vườn hái thêm ít ổi nữa, rồi lúc vô là mấy cô với dì vừa với chú là đã xuống tới rồi, nên là Thành không có kịp quay cho cô chú anh chị xem. Thì bây giờ Thành cũng vô trong để giới thiệu với cô chú anh chị, đây là bà con bên nội cô chú anh chị. Đây. Ở đây là cô ba, còn ở đằng đẵng là cô sáu là hôm rồi rồi mẹ. Đây gia đình bên nội xuống thăm, nghe mẹ bệnh nên là xuống thăm. Chào cô sáu năm chín là chị con của cô sáu. Dạ. Cô ba mày là cả nhà chưa biết rồi giới thiệu. Ê, hôm nay giới thiệu. Hôm rồi mình về mùng năm là có cô ba rồi. Chào cả nhà. Dạ. Quay vô sòng bài đó gửi thành cho bà. Ơi vậy sòng bài vậy bà? Chơi đấy. Là em với cháu con Thành thành nha cô chú anh chị. Chơi đi, ngồi chơi với con ơi. Ngồi chơi lại đi. Ngồi đi. Ý là con của chú Chín thì có chú Chín với anh của Thành ở phía trước nữa, nhưng mà ngồi ở phía trước là để uống nước trà với cha. Dạ. À, cô sáu ở đằng đây là nướng phòng. Cô sáu nướng phòng khéo quá kìa. Mình lửa thêm lớn xíu nữa không sao? Lửa hay yếu nè. Dạ. Cái này có ba lọc á, ba lọc lẹ lắm, lấy bó là vừa nướng rắc hết luôn. Bị khói nướng vậy nó bị khói. Dạ. Mẹ chắc chị ăn được rồi đó mẹ. Ừ, được rồi, cho cái dĩa nó dài, cho mẹ hai dạng dạng. Dạ, cầm đi. Này là dừa chín đấy. Ôi, nó giòn ngon quá trời luôn, sao? Cái này hồi xưa mình hay nướng cái này lắm ha sao? Hồi xưa quết, hồi xưa tết là quết. Quết dạ. Hồi đó sáng mừng dâu là bánh ra phòng này tết nè, cá bánh hồng. Dạ. Giỏi quá trời ta ơi, bởi vì em biết làm dâu. Cái này nó dính rồi, cái trên sao dính vậy? Tháng 9 không biết rồi. Đây là chú Chín. Chín ơi, chào nhà này, Chín ơi. Chào nhà. Dạ, chú Chín là em ruột của cha của chú anh chị. Thì hôm rồi mùng năm là mình cũng về, mình ở chảnh mình cũng ăn cơm, rồi ở chảnh hết 2 ngày, hết một mớ gạo của Chín à. Mấy ký gạo vậy thầy? Mấy ký gạo của Chín à. Đến mấy gà nữa. Mẹ có nè. Nói chị không bệnh đâu, tại vì năm nào cũng bệnh với chị Tư rồi. Chị ơi ra đi chị, em về. Hỏi nè, ông hỏi về lúc đó lắm. Hỏi sáng ông định về đó. Hỏi tham em được về đủ không? Dạ. Cá này cá chép á chị. À. Dạ. Này nước nhiều quá trời, nó không thấy nó chứ giải thức ăn là nó lên nè. Dạ. Bắt đầu múc cái canh chua của mình. Nãy giờ canh chua mình cũng chín. Ủa cái nồi cá kho mình đâu mà mẹ? Để chiêu bắt lên đó rồi con. Trời ơi. À, lúc nãy là mẹ kho chín rồi mẹ để xuống. Xíu mình để lên cho nó nóng xíu nữa rồi mình bắt xuống được. Canh chua mà có nấm rơm nữa. Ngon quá trời. Bữa nay cô ba được thưởng thức cái dĩa rau con sóc à. Cô ba bữa nay ăn chay. Cô ba với Chín ăn lạc. Cô ba với Chín là ăn chay hết tháng này luôn. Sao nướng bánh phồng này thấy im quá hả sao? Thì kiếm chục nữa lại tao nướng hả? Cô sáu thì hôm rồi, hôm rồi về mùng năm là có cô sáu hay sao? Có. Dạ, có sáu, rồi có chín nữa. Ừ. Chú anh chị mà có xem clip hôm rồi mình đi về Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 ở trên cầu Mỹ Phước sẽ gặp nhớ sáu với
cô Sáu với Xính Chính. Đây cho nha, cũng cạn rồi, mẹ cho hành vô. À. Hành ớt vô nha, nhìn hấp dẫn nha. Wow. Hấp dẫn thì bữa nay kho cái nồi cá chất lượng quá mẹ, hình như có khách hay gì. Gia đình mình cũng chuẩn bị xong bữa cơm. Giờ đại gia đình sẽ dùng cơm thì Thành cũng xin thay mặt gia đình cô Nhãn mời cô chú anh chị cùng dùng cơm chung với gia đình Thành luôn. Rồi bây giờ mình mời đại gia đình đi. Thành đâu ngoài nè. Mời cả nhà. Rồi giơ tay. Rồi giơ tay. Ăn đi anh. Ăn nó rồi, ông bà cô trúng rồi. Cô ba rồi thì... anh Tư. Cô ba với Chính thì ăn chay nên là ngồi riêng ở bên đây. Đây là đồ chay. Cỡ ăn lại đây chút chứ tôi cơm. Quá ngon. Cỡ lại cho nấy. Chính ơi, vô lên. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Mình lấy lên. Ấy. Nó cầm ly lên đó, đi mà mời. Nước lọc đi hả mà ba uống bia rồi con uống bia nè. Chở vậy đó. Nhát lửa. Rồi bây giờ mình mời cả nhà ăn cái đi. Vô mạnh mạnh cái gì mà ăn chăm mấy vậy. Vô. Ừ. Có tay khui để không với hai khui cho. Cô ba ăn chay hết tháng này luôn hả cô ba? Ừ. Còn mấy tháng bình thường là mình ăn sao cô ba? Dạ. Bình thường thì 10 ngày. Dạ. Đưa cái chén cho 21 vô chén cho. Nấm sâu vậy ngon á. Nấm chín nè. Chín rồi đó bà Lộc. Chín mực nữa. Không bỏ, không bỏ. Sao rồi đằng đó ngồi thấy lâu quá vậy? Không, cái bếp gà. Không bỏ, bỏ một rồi. Cái bông này mà nhúng canh chua này ăn cũng im lắm anh. Đúng rồi, đúng rồi, im. Mình ăn mà mình để nhúng á, nó ngon. Gà cũng ngon. Ăn cũng ngon. Ngon quá kém. Thường nhảnh là chú Chính ưa đãi cho gà. Bữa nay đó. Biết nhà xuống gà xuống đây không đổi món, đổi cá. Chuyển lại xuống sông này với trên bờ hoài không được. Hôm nay ăn đồ dưới biển á Chính ơi. Tao hôm nay gà luộc ngon. Lâu cô ba ăn gà luộc chấm này kia cũng ngon. Ngon. Dạ. Bây giờ bữa rảnh rồi con thấy được ra. Năm cô ba mấy tháng? 3 tháng luôn. Dạ. Năm cô ba tới 3 tháng rồi hả cô ba? Ừ. Là tháng 7 là mình ăn chay, còn mấy tháng còn lại là mình ăn 10 ngày. Ừ. Quá trời. Cái này mà răng cỏ mấy nhai như bà Lộc vậy đó là mấy ngon. Phải ngon chị ngon, mình uống cái cho nó ngon thêm nè. Giờ mình cũng xin mời cả nhà luôn. Vô Chính ơi. Vô anh Bài. Vô. Uống nhiều anh Bài. 50 ối. 50 ối không? Ối. Ừ, chấm đi con. Rồi vô đâu. Vô đây. Vô sao rồi. Vô vô vô. Yeah.
cái này con quay về lên là chắc là bác Bảy thấy nguyên đại gia đình mình luôn rồi đó. Mà còn thiếu bác Năm. Bác Năm, bác Tư, bác Hai. Bà Giang nói là chừng nào đi xuống với con á. Dạ. Chú Tám quên mẹ luôn. Chú Tám bị ngủ bà Giang chở đi. Không là quên ngủ hả chứ? Quên. Dạ. Hôm tới tối rồi. Quan chuyện này lạnh cảnh rồi. Một năm thì có một cái dịp này là gia đình xung quầy lại được đông như vậy thôi cô chú chị. Năm nay như là nhà con là làm giàu luôn á. Tại vì á, giống như thường thường á là đi á là chú Chính hoặc là thím Chính đi một người thôi. Còn người là phải ở nhà, tại vì giống như là nhà thím Chính. Rồi bữa nay nhưng mà năm nay là hai người luôn. Với cái mối vào thành nè, thì xuống này đang họp ăn xong rồi họp bàn luôn. Đại tiền luôn á. Coi bà Thành tính ra nè. Sao không ai tính gì con chơi vậy ta? Đang sạch trời. Chế nhiều nghe mất rồi. Chút, chút. Cá chưa, chút lên. Kiếm người về làm phụ chế trước đó. Tại kiếm em phải vượt qua mặt chị. Dạ. Sao mẹ ơi? Sao ngồi im ru mà không vô gì chân vậy? Chỉ cầm cách thôi. Có cái gặp bên đây cơm chung nhà, ăn chèm ăn không người thì bị sáng giờ cũng dơ, nó dơ chứ. Nó không lau thì nó dơ, mà lau thì nó sạch hết mà lắm. Còn cái gặp kia mình nháy là thường quá. Con vô một bát nào con bưng nào con. Để thôi, con quay đi. Dạ. 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 Thôi, để cho cô bà. Chưa ở sao rồi, chút rồi. Như tay bữa nay có dì Yến xuống vui dữ rồi. Món này. Cá nướng với cá chê vàng nướng với mắm gừng mày. Dạ. Ngon quá. Này là đường chay. Cá chê là mình mình sáng ăn làm đó chị. Ngon quá. Còn tại không? Nấu giống vậy mà. Mắm gừng cạp vô mới gừng ngon. Ngon lắm mà. Còn lâu lâu con cũng hái đồ chay của cha con lắm. Thì khi bốc ăn không nữa. Cái mấy cái tivi cổ ha, để lên ha. Trời ơi, nó cơm. Đó em tính về nổi xin nè. Còn một xề rau dữ lắm nè ba Lộc, để vô để cái bông sữa vô nè ba Lộc. Chấm nó ăn nó ngọt. Rồi mời cả nhà vô vô cái này vô. Vô. Ai ăn không cả nhà ngồi ghế nha. Dòm ra. Ráo rồi ông cũng lại trời tôi không cũng cho anh. Vô. Nhớ hồi trước là về trên 9 năm dỗ cũng cái 9 thái mấy cái. 9 thái rau vườn rau nhút. Dạ. Ủa năm nay có chồng không? Không. Không kịp. Không kịp. Lúc này ra đi học. Đi học. Ở nhà bắt làm cơm đàn ăn nữa. Cái này lên làm ông nội chợ luôn rồi. Người đàn ông đảm đang rồi. Rồi chết rồi. Bây giờ mình vô cái mạnh mạnh cái nữa đi ba Lộc ơi. Này vô. Xin lỗi. Vậy. Chúng. Dạ. Nè, chúng là cự liền. Ở tại đi nhà ông Tám có hồi năm rồi đó, mà năm nay á tôi chắc thì nhà ông Tám hoài à. Hả? À, ở nhà ông Chính ăn cơm mà đòi ở nhà ông Tám luôn. Giờ tay bữa nay có Diễm rồi, khoái dữ rồi. Ở đây với con tối hả? Đông rồi Tâm. Ở đây có bạn chơi vui. Chứ bình thường ở nhà là đâu có chơi với anh. Phải rồi. Bây giờ gấp cá cho nó ăn rồi. Chơi với ba Lộc thôi. Này có bạn mới rồi, bỏ em rồi.